Dạ vâng, xin mến chào toàn thể các bác đến với kênh YouTube của em. Thì hôm nay em cũng xin phép giới thiệu những cái khung cảnh về đêm của thôn Trà Khê, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nơi đang diễn ra một hội chợ triển lãm những cái cây dòng bonsai từ tầm trung đến tầm đại, cũng như là từ một vài chục triệu đến nhiều tỷ. Đấy. Thì trước mặt các bác đây là một em dáng bay, một em xanh ạ, một em xanh. Đấy, cây thì được chủ nhà bê ra để cùng ngắm và triển lãm. Thì em cũng xin giới thiệu qua vùng quê Trà Khê Tân Lập đây, thì nó là một trong những cái nơi mà có cái nền truyền thống làm cây cảnh cũng rất là lâu rồi. Những cái tác phẩm bonsai được các nghệ nhân làm từ rất lâu đời được chuyển về đây, cũng như là đây là một trong những cái triển lãm mà thuộc cái cấp của thôn và đứng ra tổ chức. Thế nên là mọi cái hoành tráng của thôn để đứng ra tổ chức thì cũng được xã cho phép, nhưng mà về khâu tổ chức thì có lẽ đây là một trong những cái khâu tổ chức em thấy quá tuyệt vời nhất. Đấy. Còn đây là một tác phẩm khế chua, thì các bác đang xem đây thì trong ngày mai sẽ có một giao dịch, cũng như là một em xanh quê đây, thì ngày mai sẽ có một giao dịch chuyển nhượng giữa những các nghệ nhân với nhau, cũng như là những người yêu cây với nhau. Đấy, một em xanh quê ạ, già nua. Các bác cùng ngắm những cái tác phẩm khác, cũng như là bác nhìn những cái con đường rất là đông chật chội. Có lẽ đây là một trong những cái triển lãm mà nó đông, em thấy nó rất là đông, vì cái người dân ở quê có lẽ là những cái người mà không có cái thời gian cũng như là kinh tế để đi đến một cái tỉnh khác để ngắm những cái triển lãm khác, thì người dân cũng rất là háo hức cũng như là rất là tò mò nên là đổ xô đi xem. Đấy. À, như các bác đang ngắm một em tường vi lục bình này thì của một nghệ nhân chắc là người Hà Nội, em cũng chưa xem qua, nhưng mà thường thường cái này sẽ ở Hà Nội và Hưng Yên là rất là nhiều. Đây. Đấy. Tác phẩm. Đấy, không ghi rõ địa chỉ nhưng mà tác phẩm này thì cũng có cả tác phẩm chữ nữa. Đấy. Tất cả những tác phẩm này là của một nghệ nhân các bác nhé, của một nghệ nhân. Thì các bác cùng ngắm và chiêm ngưỡng với em. À, xem những cái tác phẩm nào mình có thể làm hay mình có thể tạo tác theo những cái nghệ nhân đi trước để mình áp dụng vào cho những cái cây cảnh của bản thân mình. Cũng không nhất thiết là nó phải giống 100%, nhưng nó chỉ cần tầm 50% là mình cũng cảm thấy rất là thích rồi. Đấy. Còn tiếp theo đây đây là một những cái dòng dáng xanh rất là nhiều. Đa phần là xanh là nhiều các bác nhé. Đa phần ở đây là xanh là nhiều, và những cái dòng cốt Nam Điền này, rồi là những cái dòng cây dưới. Đấy. Đây trước mắt các bác đây là một em lộc vừng. Đấy. Rất là nhiều và rất là đông các bạn, rất là đông, đông vui nhộn nhịp. Đấy, thì em quay sơ qua cũng như là giới thiệu sơ qua cho các bác cùng ngắm cũng như là cùng chiêm ngưỡng, và em sẽ chỉ quay thôi, thế nên là các bác cũng rất thông cảm vì đường rất là đông. Nên là có thể là giới thiệu mình giới thiệu sơ qua như vậy để các bác cùng biết được cái địa điểm triển lãm. Đây, em xin chào các bác và các bác cùng ngắm tác phẩm với em nhé. Tối nhỉ, chắc là chị đang nóng rồi. Sao mấy bà này váy bó đâu không mặc vào Vâng này. Dạ. Hãy subscribe.
Đây, từ mai không theo đi nữa nhá. Bún nhá. Bún nhá. Bún ơi. Bún ơi, từ mai không theo đi, mai ở nhà nhá. Nhá. Thôi đi bộ đi, đi bộ cho khỏe chân. Đi xem bên đây, đi xem bên đây bố. Anh ơi, sao tìm xem cây đêm thế? Ô hả? Vâng. Anh đi để cho nó mát, trên này nắng lắm. Đây nắng lắm à? Nắng thì về điều hòa ngồi đi. Mai thế cửa hàng đóng rồi. Đây là cổ này. Đây là một cây số các bạn nhé. Hả? Sung ngay đầu đây. Sung ngay đầu đây. Sung ngay đầu đây. Long ly phi phượng. Đế như một con rùa luôn ấy. Đây, đây. Chuẩn ạ. Hai chân đây này, đầu đây. Này thực chất là người ta cố hình vẽ thôi. Rêu này rêu rán. Con tử nhìn hãi nha. Có quốc phòng ai không tiến đâu. Có xem được nhưng mà xem tầm xa. Mẹ dùng này ra nó không khỏe con trước của mình. Con uống nước không? Này sáng con nó noi. Chó anh noi. Chuối này. Con này chắc phải tầm. Nếu con này chắc là phải vài trăm. Chuối khai thác. Sĩ còn thích gần mình. Sĩ còn thích hơn mình. Mẹ chuẩn bị phong bì 5 lít đây mai bố đi nhá. Nhà đây đâu nhỉ? Đây ở Trà Khê Tân Lập. Trà Khê. Em đang ở hội chợ cây Trà Khê Tân Lập nhá. Cháu kia là của nó là cả hấp dẫn của anh rồi. Chỉ được cái vật chất được.
phải cây trước cả. Ông nhà ngủ rồi. Em ở nhà ngủ. Em ở nhà ngủ. 12 tỷ á? À? Mày về nhà đảng ấy, mày lấy anh cái cưa đây kìa. Xịt mỗi con tử rồi luôn. Con tử nhìn dịp nhá. Nhòm nhìn nó con rùa ấy. Phải đâu, nhìn cái bẻ của nó bẻ, đây. Anh nhìn như con rùa kìa. Anh nhìn đằng trước, anh nhìn con rùa ấy. Đây này, nhìn ngang vậy, đôi chân đấy. Nó cốt vẽ vậy. Đấy, cái đấy nhá. Gặp Long Ly Quy Phượng. Úi dồi, ngồi đây nó phạt chết. Con nghe chị ơi. Đấy con rùa mà. Long Ly Quy Phượng. 12 tỷ, 17 tỷ ở giữa kìa. Đẹp chưa? Đẹp đi. Cái này mai.